Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Giá Năng Lượng TV. Để nhận được thông tin về giá ga cũng như giá xăng dầu hàng ngày, các bạn vui lòng hãy ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Như thường lệ, xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý như sau. Cập nhật thông tin mới nhất về giá ga trên thị trường thế giới. Sáng nay ngày 11 tháng 12, tiếp theo là thông tin về giá CPLPG tháng 1 năm 2024 trên thị trường thế giới và dự báo giá ga trong nước tháng 1 năm 2024. Cuối cùng là thông tin về giá ga trong nước hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá ga hôm nay ngày 11 tháng 12, thị trường thế giới giảm mạnh, trong khi đó giá CP tháng 1 năm 2024 biến động tăng mạnh trên thị trường. Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 11 tháng 12 năm 2023, giá ga hôm nay tại thị trường thế giới giảm tới 3,41% xuống mức 2,47 USD trên MMBTU đối với hợp đồng khí ga tự nhiên giao tháng 1 năm 2024. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu có những biến động do chịu ảnh hưởng từ việc các thương nhân tăng tốc độ rút sản lượng khí đốt từ các kho dự trữ trong đợt lạnh lớn đầu tiên vào mùa đông này. Mặc dù vậy, dữ liệu mới nhất từ cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu cho thấy tồn kho khí đốt ở châu Âu lần cuối được nhìn thấy vẫn ở mức đầy 93,3%. Nhật báo về kinh doanh và thương mại Vedomosti đưa tin, nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên khẩn cấp tại các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất ở châu Âu đang bị thu hẹp. Nguyên nhân là do thời tiết lạnh giá đã khiến các nước liên minh châu Âu sử dụng nhiều khí đốt hơn trong bối cảnh mức tiêu thụ năng lượng tăng. Theo tính toán của Vedomosti, dựa trên dữ liệu từ cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu, EU đã bơm khí đốt từ kho dự trữ của mình nhiều gấp 4 lần trong tháng 12 so với mức trung bình của tháng 11. Theo GE, vào đầu tháng 12, lượng khí đốt ròng được bơm từ các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của khối đạt trung bình 563 triệu mét khối mỗi ngày, trong khi vào tháng 11, con số này chỉ ở mức 157 triệu mét khối ngày. Tuy nhiên, mặc dù khí đốt tồn kho ở EU hiện đã đủ, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng điều này có thể thay đổi trong mùa đông. Các nhà quan sát ngành nhận định thị trường EU sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi mức tiêu thụ khí đốt ở châu Á vì các nước ở Nam Á dự kiến sẽ trở thành động lực chính cho thị trường LNG. Thưa các bạn, về dự báo giá gas tháng 1 năm 2024, cập nhật mới nhất giá CPLPG trên thị trường thế giới, tính tới sáng hôm nay, ngày 11 tháng 12 biến động tăng mạnh, cụ thể ghi nhận giá CPLPG tháng 1 năm 2024 đang ở mức 616 USD trên tấn, cao hơn mức giá CP chính thức tháng 12 năm 2023 là 1 USD trên tấn. Nếu duy trì được mức giá này, dự báo giá gas tháng 1 năm 2024, bình 12 kg và bình 45 kg cơ bản sẽ không thay đổi so với giá gas tháng 12 năm 2023. Về tình hình giá gas trong nước, hôm nay ngày 11 tháng 12, giá gas hôm nay trong nước duy trì ổn định so với giá gas tháng 11 năm 2023. Ghi nhận giá gas bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm thuế tại thị trường Hà Nội là 438.300 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.753.000 đồng trên bình công nghiệp 48 kg. Công ty cổ phần kinh doanh gas LPG Việt Nam niêm yết giá gas bán lẻ tới tay người tiêu dùng tối đa 468.000 đồng trên bình 12 kg và 1.948.500 đồng trên bình 50 kg. Tương tự, công ty trách nhiệm một thành viên dầu khí Sài Gòn Saigon Petro thông báo giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 430.500 đồng trên bình 12 kg. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas trong nước có 5 lần giảm tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 7, 6 lần tăng tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11, tháng 12 không thay đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.